Xin chào mọi người cùng cảm nhau với mình nhé. Hôm nay mình sẽ cùng với mọi người chúng ta cùng nhau trang trí một cái bình hoa trà nhé mọi người. Xếp có rẻ nghe à bữa nay lại chuyển sang hòa để từ nào xếp hộp cười xếp dài có xếp được xếp mảnh để cho nó đỡ buồn chắc là mình nhờ nó mua hay là mượn chứ này cái gì hả cậu nhờ đồng tín này nhờ cái thằng nhờ vẽ này anh có thì 300 nữa anh mượn 300 mình bán cho nào không có tiền có tiền nữa có 100 thôi nhưng mà mấy ông vừa đi đổi lại cơ cúa anh thức hẹn hả mình đã hoàn thành xong cái bình hoa này rồi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng đón xem video này của mình nhé. Bye bye.